Vậy là con heo của gia đình mình dự đoán đã trúng rồi các bạn ơi, đó chính là số 3. Bây giờ gia đình mình sẽ đi nhận thưởng nha. Các con ơi, ở đằng đó có trường đua kìa, để mình lại coi thử các con. Trước giờ chắc các bạn đã nghe trường đua ngựa rồi, nhưng mà các bạn đã nghe đua chó và đua heo chưa? Hôm nay ba mẹ con mình sẽ vào trường đua chó và đua heo nha. Ở đây người ta còn cho mình mua vé dự thưởng nữa. Bây giờ chưa tới giờ đua cho nên chưa có người vào. Bây giờ mình sẽ vào trước để xem mặt các vận động viên. Để một tí nữa mình dự đoán xem bạn nào sẽ về đích nha. Đua heo bên đây, đua chó bên kia. Các vận động viên của mình đây nè mọi người ơi. Mình thấy đàn heo thả ra thì có bạn số 3 là chạy ra trước. Các anh thả heo cũng cho bạn số 3 vô chuồng trước nữa. Một tí nữa mình sẽ mua vé anh số 3 nghe. Các bạn nhớ đón xem những clip sau xem mình có mua chúng không nghe các bạn. Bạn nào đã từng thấy những cuộc thi đua chó hay đua heo như thế này, các bạn có thể bình luận ở dưới cho mình và mọi người cùng biết đi nghe. Đây là trường đua heo nè các bạn ơi. Cuộc đua chuẩn bị bắt đầu cho nên ba mẹ con mình sẽ quay lại trường đua nghe. Mọi người đang mua vé để dự đoán xem bạn heo nào về đích trước nha. Gia đình mình chọn số 3. Các bạn chờ đón xem Hoàng Kim có dự đoán đúng không và phần thưởng sẽ là gì nha các bạn. Mọi người cũng rất là tò mò, nghe nói là sẽ được thưởng luôn một con heo đó các bạn ơi. Gần sát giờ thi đấu thì có rất là nhiều người, thậm chí là có rất là nhiều máy quay đang chỉa về hướng trường đua nữa nghe. Vậy là con heo của gia đình mình dự đoán đã trúng rồi các bạn ơi, đó chính là số 3. Bây giờ gia đình mình sẽ đi nhận thưởng nha. Cũng được thưởng nguyên một con heo thật nhưng mà là con heo đất nha. Dù sao thì các bạn cũng đã có những cái trải nghiệm rất là vui vẻ và đáng nhớ. Mình thấy ai nhận heo đất cũng cười rất là tươi luôn. Các bạn có thích những cái hoạt động là trò chơi dân gian giống như vậy không? Các bạn có thể bình luận ở dưới cho mình biết với nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.